xe điện Trung Quốc liên tục bốc cháy, quan tài tự thiêu đây sao? Từ đầu năm đến nay, hàng loạt vụ pin xe điện Trung Quốc liên tục bốc cháy đã khiến nhiều người rùng mình sợ hãi. Những clip được ghi lại dưới đây sẽ cho thấy mức độ nguy hiểm khủng khiếp của các sự cố này khi nhiều người đã bỏ mạng một cách thương tâm. Xe điện Trung Quốc liên tục bốc cháy, người trong xe bị thiêu sống. Ngày 17 tháng 7, một đoạn clip gây sốc đã lan truyền trên mạng xã hội khi ghi lại cảnh một chiếc xe ô tô điện Trung Quốc bốc cháy ngùn ngụt trên đường phố, khiến ai nấy đều kinh hãi. Tác giả bài viết còn cho biết cửa xe không thể mở được, chủ xe bị thiêu sống. Hiện chưa có thông tin cụ thể về hãng xe, nhưng rõ ràng ngày càng nhiều vụ xe điện Trung Quốc bốc cháy đã diễn ra. Lấy BYD, hãng xe điện hàng đầu Trung Quốc làm ví dụ. Đầu năm 2024, một xe BYD đã cháy khi đang sạc tại trạm ở Kowloon Bay, Hồng Kông. Đến tháng 4, một ô tô điện BYD cũng bốc cháy dữ dội trên cao tốc. Sau đó ngày 1 tháng 5, một xe tải chở ô tô của BYD tiếp tục bốc cháy. Thậm chí số liệu của Cục Cứu Hỏa và Cứu Hộ Trung Quốc từng cho thấy, trung bình mỗi ngày, Trung Quốc có 7 xe điện Trung Quốc bốc cháy. Pin xe điện phát nổ trong thang máy, người đàn ông bị thiêu đốt toàn thân. Ngày 24 tháng 7, một đoạn clip gây sốc đã được đăng tải trên mạng xã hội X ghi lại cảnh một vụ tai nạn kinh hoàng trong thang máy. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra khi một người đàn ông Trung Quốc tháo pin xe điện để mang lên căn hộ sạc. Tuy nhiên, khi vừa bước vào thang máy, pin xe điện đột ngột phát nổ, gây ra ngọn lửa dữ dội bao trùm toàn bộ không gian. Người đàn ông không may bị thiêu đốt toàn thân. Khi những người đi thang máy kế sau phát hiện, người đàn ông đã cháy đen và thiệt mạng. Theo đó, người đăng tải clip cũng cảnh báo mọi người sử dụng xe điện phải hết sức cẩn thận và đề phòng. Xe điện cháy như pháo hoa, nhiều người ám ảnh. Hôm 17 tháng 8, một video khác cũng được lan truyền trên mạng xã hội X với dòng miêu tả như sau. Thảm họa xe điện mới nhất của Trung Quốc. Tại Quảng Châu, một chiếc ô tô điện đang sạc điện biến thành màn trình diễn pháo hoa, tự bốc cháy như đang thử vai trong một bộ phim thảm họa. Theo ghi nhận, Trung Quốc hiện là nước xuất khẩu nhiều ô tô nhất thế giới với gần 5 triệu chiếc, trong đó 1,2 triệu là xe điện. Tuy nhiên, chất lượng của những chiếc xe điện này đang là một dấu hỏi lớn khi công nghệ còn quá mới. Trung Quốc đã phải cắt giảm tối đa chi phí để giành lấy thị phần xe điện trên toàn cầu. Nhưng mà vì vậy nên xe điện được lắp đặt với chi phí giá rẻ, dẫn đến dễ cháy nổ. Được biết, không chỉ xe điện Trung Quốc mà xe điện sản xuất tại nhiều quốc gia khác cũng từng xảy ra cháy nổ. Nhưng các cảnh báo về sự an toàn của xe điện Trung Quốc đang ngày càng trở nên cấp thiết khi số vụ cháy nổ không ngừng gia tăng.